Công việc của tôi khá là năng động, được di chuyển rất là nhiều nơi, được tham gia trực tiếp vào các cái sự kiện. Đặc biệt truyền thông là một vị trí mới. Từ năm 2021, Liên Hợp Quốc đã lựa chọn và gửi thư mời Việt Nam tham gia. Tôi cũng là một sĩ quan may mắn khi được lựa chọn và đảm nhiệm vị trí mới này. Trước khi lên đường, tôi cũng đặt ra cho mình rất là nhiều cái kỳ vọng và mong muốn. Nhưng mà đặt trên tất cả, mong muốn là sẽ làm tốt những cái kỳ vọng gia đình, cơ quan đã tin tưởng và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, để lại được cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, đồng nghiệp hay là người dân bản địa về một Việt Nam hòa bình và nhân ái. Hạnh phúc là khi tôi ở đây để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Thưa các đồng chí và các bạn, Đại úy Vũ Nhật Hương là một trong những nữ sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm kỳ công tác vị trí sĩ quan truyền thông, phòng truyền thông phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Trong cuộc gặp gỡ đầu xuân hôm nay, báo Quân đội Nhân dân Điện tử đã có cuộc trò chuyện với Đại úy Vũ Nhật Hương. Xin kính chào quý vị khán giả của báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Được biết đồng chí vừa hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ MINUSCA với nhiệm vụ là sĩ quan truyền thông. Đây là vị trí mới được triển khai tại phái bộ vào năm 2021. Lần đầu tiên được đảm nhiệm vị trí này thì đồng chí đã gặp phải những khó khăn gì ạ? Nhận được sự tin tưởng của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2021 và 2022 vừa qua, tôi đã lên đường nhận nhiệm vụ tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi trong vai trò là một phóng viên ảnh làm việc tại phòng truyền thông. Để nói về khó khăn và thuận lợi thì tôi nghĩ rằng đó là hai thứ song song với nhau. Trước hết thì đó là những khó khăn. Vì đây là một công việc mới được Liên Hợp Quốc tin tưởng Việt Nam lựa chọn vào năm 2021, nên tôi là sĩ quan đầu tiên được triển khai. Do vậy khi mà triển khai đến phái bộ mới, những cái việc liên quan và mình phải bắt đầu từ đâu, triển khai như thế nào, tôi lại chưa có người hướng dẫn cụ thể. Cái khó khăn thứ hai đối với tôi đó là về việc bất ổn chính trị tại đất nước Cộng hòa Trung Phi. Khi ra ngoài để tác nghiệp, nếu không được cấp phép trước thì sẽ gây mất an ninh an toàn. Cái khó khăn thứ ba đối với tôi chắc có lẽ là việc mỗi lần mà tôi đi công tác phải làm việc ở ngoài trời dưới cái nắng 40 độ rất là khắc nghiệt của Trung Phi, hay là cái chuyến công tác của tôi được di chuyển bằng máy bay, sự lên xuống thay đổi của thời tiết. Nếu như thực sự không có một cái sức khỏe tốt thì chắc chắn cái công việc mình đảm nhiệm sẽ không được hoàn thành. Những khó khăn là vậy, nhưng ngược lại thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đúng không ạ? Trong 379 ngày qua đối với tôi, mỗi ngày đều có một cái kỷ niệm sâu sắc. Và chắc có lẽ những cái kỷ niệm tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi với tôi đó là những lần mà tôi tham gia các chương trình thiện nguyện cùng với lực lượng các nữ quân sự làm cùng tổ công tác tại Cộng hòa Trung Phi. Chúng tôi đã tổ chức chương trình thiện nguyện tại làng trẻ mồ côi, nơi mà đón nhận những đứa trẻ bị bỏ lại sau cuộc chiến tranh hay các cuộc xung đột. Ở đây thì chúng tôi đã mang đến một cái Tết Trung Thu cho các em nhỏ. Chúng tôi đã làm các cái hoạt động như là làm đầu lân này, làm đèn lồng này, các cái hoạt động như là vẽ tranh, tô màu và ghép các bức tranh lại để tạo thành được một cái tích về Trung Thu. Từ đó thì các em nhỏ ở châu Phi đã biết được thêm về chị Hằng, chú Quậy. Chúng tôi đã có những cái khoảnh khắc hạnh phúc cùng với nhau, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hát, cùng nhau phá cỗ Trung Thu. Chắc có lẽ đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất. Sau một năm công tác tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi, bản thân đồng chí đã nhận được những điều gì ạ? Ngoài những cái khó khăn mà tôi đã chia sẻ thì bên cạnh đó tôi đã được rất nhiều. Trước hết là tôi được học hỏi rất là nhiều những kinh nghiệm trong công việc, và từ đó tôi có thể áp dụng được những cái công việc đó vào cả công việc khi tôi quay trở lại Việt Nam. Ngoài ra thì tôi đã có thêm được cho mình cái sự rắn giỏi. Trước đây thì không ai nghĩ rằng là nữ sẽ tham gia vào các cái lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng đến nay thì nữ đã triển khai nhiều hơn trong các cái vai trò như là quan sát viên quân sự, sĩ quan huấn luyện hay là sĩ quan truyền thông như tôi. Chúng tôi đều phải làm việc trong cái môi trường độc lập và tự tác chiến. Tết Nhâm Dần 2022, đồng chí đã cùng đồng đội của mình đón một cái Tết đầu tiên tại Cộng hòa Trung Phi. Chắc hẳn là có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ? Đó là một cái Tết rất đáng nhớ đối với chúng tôi. Vì Trung Phi và Việt Nam cách nhau 6 tiếng. Khi ở Việt Nam đã bước sang giao thừa thì ở Trung Phi mới là 6 giờ chiều. Và chúng tôi đón giao thừa trong cảnh là mất điện. Chúng tôi phải sử dụng những cái đèn pin ở cái góc nhà để chiếu sáng, để quay những cái hình tư liệu gửi về cho Việt Nam. Chúng tôi đã phải bày biện rồi cùng nhau nấu nướng trong cái bầu không khí là mất điện. Và mọi người cùng gọi điện về nhà. Thời điểm đó thì tôi đã nhìn thấy một người bạn của mình gọi điện thoại về cho đứa con 3 tuổi đang bi bô gọi mẹ. Hay là tôi nhìn thấy cái khoảnh khắc của một người anh đang gọi điện về nhà khi mà con trai năm nay thi lên cấp 3 mà không có bố ở nhà động viên. Và ngay bản thân tôi nhìn được nụ cười của mẹ chứa
ẩn trong cái nụ cười đó rất là lo lắng cho bản thân tôi. Tất cả những cái cảm xúc đó chúng tôi đã được dồn nén lại và cùng động viên nhau để trải qua một cái Tết rất là ấm cúng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và năm nay khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về Việt Nam cùng với gia đình đón Tết thì đồng chí có cảm xúc như thế nào ạ? Trở lại Việt Nam sau một năm thực hiện nhiệm vụ, năm nay tôi lại đón Tết ở nhà. Niềm vui không chỉ đến với tôi mà hiện hữu trên cả gương mặt của gia đình, của bố mẹ tôi nữa. Sẽ như thông lệ hàng năm thôi là tôi sẽ chạy ngược chạy xuôi đi lo đón Tết, chuẩn bị giao thừa cùng với gia đình. Hay nhã hơn một chút, vào ngày cuối năm tôi sẽ đạp xe đi vòng quanh Hà Nội, đeo chiếc tai phone để nghe các bài hát về Hà Nội và tận hưởng cái không khí ngày Tết đang đến thật gần. Chỉ có một năm khi mà xa nhà thì tôi lại càng cảm nhận được rõ hơn cái Tết dân tộc cổ truyền tại Việt Nam ấm cúng và hạnh phúc như thế nào. Chỉ có những ai sinh ra trong thời chiến mới hiểu được giá trị của hòa bình. Và tôi đã có một năm trải nghiệm tại một nơi còn bất ổn và xung đột về chính trị. Tôi cũng một phần nào thấu hiểu giá trị của hai từ hòa bình. Nhân dịp xuân năm mới, xuân Quý Mão 2023, xin kính chúc quý vị khán giả của báo Quân đội Nhân dân Điện tử một năm mới an khang thịnh vượng và xin phép được lan tỏa những giá trị tích cực để chúc cho quý vị một năm hạnh phúc và nhiều thành công.